Thưa quý vị, thưa các bạn, Petro Việt Nam, một trong những thương hiệu quốc gia hàng đầu, không chỉ được biết đến với những thành tựu to lớn trong lĩnh vực dầu khí, mà còn bởi một giá trị văn hóa sâu sắc, đó là nghĩa tình. Trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, nghĩa tình đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của tập đoàn, góp phần tạo nên một Petro Việt Nam giàu lòng nhân ái vị tha, luôn hướng về cộng đồng. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của nghĩa tình trong tập đoàn dầu khí Việt Nam là sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công việc. Người lao động dầu khí luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tinh thần đồng đội mạnh mẽ này được thể hiện rõ trong các dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, đơn vị. Từ những công trình ngoài khơi xa đến các nhà máy, phân xưởng trong đất liền, người dầu khí đã luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, vượt qua mọi khó khăn thử thách đến được bến bờ thành công. Truyền thống tiên phong, sáng tạo là điển hình của đội ngũ cán bộ kỹ sư, chuyên gia nhà máy đạm Phú Mỹ được duy trì và phát huy mạnh mẽ trong suốt 20 năm qua. Từ một nhà máy ban đầu được tiếp nhận từ liên danh nhà thầu quốc tế, đến nay, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCO, nhà máy đạm Phú Mỹ đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thêm nhiều công trình mới, làm gia tăng đáng kể sản lượng và chủng loại sản phẩm phân bón. Văn hóa doanh nghiệp là một cái tài sản vô hình, là sức mạnh nội sinh, là những cái giá trị bền vững tạo nên cái bản sắc cho cái doanh nghiệp và xác định cái giá trị quan trọng như vậy. Cho nên trong suốt những năm qua thì Tổng ty luôn có những cái sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo để mà đổi mới kể cả nội dung và hình thức. Chúng tôi cũng chỉ đạo để mà tổ chức triển khai cái công tác đào tạo và gắn cái công tác tổ chức triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp với việc thực hiện các cái công tác về an sinh xã hội và vì cộng đồng, vì môi trường. Chương trình Máy ấm tình thương của PVN nói chung và tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau PVCFC nói riêng đã tạo ra những tác động tích cực và sâu rộng đối với cộng đồng. Chương trình này đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống của các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Hơn thế nữa, Máy ấm tình thương còn mang lại niềm tin và hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp họ có nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tinh thần tương thân tương ái. Thông qua những câu chuyện về máy ấm tình thương của PVCFC, nhiều cá nhân tổ chức cũng được truyền cảm hứng để tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và đoàn kết. Thì đối với xã Cánh An thì trong thời gian qua luôn được sự quan tâm ưu ái đối với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Về vấn đề mà hỗ trợ về chính sách an sinh xã hội thì đối với địa phương cảm nhận rất là thể hiện cái sự quan tâm, sự ấm áp, sự động viên đối với những người mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là hộ nghèo, hộ khó khăn mà khó khăn gì nhà ở. Văn hóa công ty thì chúng tôi xây dựng dựa trên triết lý là văn hóa nền tảng và văn hóa bản sắc. Thì văn hóa mình nền tảng chúng tôi dựa trên cái bảy thói quen, đưa cái triết lý bảy thói quen hoặc hiệu quả làm việc, hiệu quả học tập, hiệu quả. Và văn hóa bản sắc thì chúng tôi xây dựng cái hệ giá trị từ sứ mệnh, tầm nhìn đến giá trị cốt lõi. Petro Việt Nam PVN đã và đang thể hiện mình là một hình mẫu doanh nghiệp vì cộng đồng, luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, văn hóa nghĩa tình ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, định hình hình ảnh và uy tín của một doanh nghiệp trong cộng đồng. Một trong số đó phải kể đến Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Doanh nghiệp này đã luôn coi trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, đưa văn hóa doanh nghiệp lên tầm cao mới, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Cái văn hóa doanh nghiệp của Công ty Chế biến khí Vũng Tàu đã được triển khai và đi vào thực tế tại kho cảng Vi Bắc Vũng Tàu. Và cái việc triển khai văn hóa doanh nghiệp thành công đến từng người lao động đã góp phần vào cái việc đảm bảo trong công tác quản lý vận hành an toàn kho cảng. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người lao động, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn tổng công ty với tinh thần làm việc tốt, vui chơi khỏe. Chúng tôi đã nhận thấy về tinh thần làm việc vui vẻ và tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn. Và mọi người lao động đều mong muốn gắn bó làm việc lâu dài với PVGas. Với những nỗ lực không ngừng, Petro Việt Nam đã chứng minh được rằng văn hóa nghĩa tình không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là sứ mệnh sống, là lý tưởng cao đẹp mà mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều nên theo đuổi.
Trong giai đoạn tới, khi đối mặt với những thách thức mới như biến đổi khí hậu, cạnh tranh ngày càng gay gắt, văn hóa nghĩa tình sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng giúp tập đoàn duy trì vị thế dẫn đầu và phát triển bền vững.